cái bộ kit của Theralex cho rất là nhiều đồ này. Và hiện tại là dư ra một đống này. Không phải là bên mình lắp dư ha mọi người. Cái này chính là cái bơm stop, nó sẽ được lắp đặt vào đây. Chào mừng các bạn quay trở lại và mình là Đinh Tuấn. Hôm nay thì Nova 4x4 sẽ thực hiện một cái dự án nâng cấp hệ thống giảm sóc và hệ thống nâng gầm lift kit cho một chiếc Jeep Wrangler Rubicon. Thì trước mặt chúng ta đây đang là bộ giảm sóc đến từ thương hiệu Falcon, một cái thương hiệu giảm sóc danh tiếng của Mỹ. Và bộ sản phẩm này cũng được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về. Bây giờ mình sẽ unbox cái hộp giảm sóc này cho mọi người cùng quan sát. Trước mặt chúng ta đây đang là cái bộ giảm sóc đến từ thương hiệu Falcon ha. Giảm sóc series này nó gọi là SP2 3.3 Fast Adjust, tức là có khả năng chỉnh nhanh. Thì unbox chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì? Đầu tiên là một cái vẫn như mọi khi ha, một cái thư cảm ơn, một số các cái tem và hướng dẫn về mặt canh chỉnh cũng như là lắp đặt ha. Ok. Và chúng ta có thể thấy là hãng cho một cái tem nhôm rất là đẹp ha. Tem nhôm thương hiệu Falcon, series là Fast Adjust này. Thì ở đây sẽ có hướng dẫn về cái cách canh chỉnh. Đầu tiên là ở chế độ số 1, tức là cái mũi tên này chỉ về số 1 đúng không ạ? Nó là chế độ soft, tức là phù hợp cho chúng ta đi ở cái địa hình rất là xấu, tốc độ chậm hoặc là đi trong các cái địa hình off-road. Tiếp theo chúng ta có mũi tên chỉ số 2, thì ở đây tức là custom. Custom tức là sao? Tức là chúng ta có thể chỉnh được theo cái mong muốn của mình. Ở đây có 8 cái mức chỉnh khác nhau, tương ứng là từ 1 tới 8. Thì 1 là mềm nhất ha, và tăng lên tới 8 thì là chế độ form nhất của cái setting custom. Qua cái vị trí số 3, tức là ở đây có cái là firm, tức là vặn phuộc về cái chế độ này, thì chúng ta sẽ chuyển cái phuộc về trạng thái là performance nhất ha, phù hợp với việc là chiếc phuộc sẽ form, sẽ chắc, cứng và chúng ta sẽ chạy tốc độ cao, chủ yếu là chạy trên cao tốc và chạy đường đèo ôm cua thì rất là tuyệt vời ha. Tại sao gọi là Fast Adjust thì chúng ta thấy rồi, cái việc chỉnh nó rất là nhanh, chỉ cần vặn một cái núm một nấc là chúng ta đã chuyển từ ba cái chế độ setting khác nhau rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết hơn vào những cái cây phuộc. Đây, trên tay mình đây chính là cây phuộc phía trước ha mọi người. Wow. Rất là xịn đúng không ạ? Nhìn từ cái chi tiết thiết kế ha. Cái hộp, cái bình dầu phụ này nó gọi là piggyback. Thông thường trên các cái dòng phuộc khác á, thì thông thường sẽ có một cái sợi dây dầu dẫn ra. Tuy nhiên là với hãng Falcon thì họ đúc nguyên một khối như thế này, thể hiện rằng cái phuộc nó rất chi là bền bỉ ha. Với cái thiết kế này thì không có chuyện là nứt ống dây dầu hay là xì dầu qua các cái khớp kết nối cả. Thì nãy mình có chia sẻ cái chức năng vặn á, thì chúng ta sẽ thấy này là mình chỉ cần vặn, hiện tại đang setting đang để ở số 3 ha mọi người, vặn qua số 2 này, đó. À sorry, nãy đang để ở số 1 nhá. Mình vặn qua số 2 này. Đó, vặn qua số 3 này. Đó, rất là dễ dàng, các cái nấc rất là dễ vặn luôn. Rồi, khi mà ở cái vị trí số 2 như mình chia sẻ nãy á, là cái vị trí custom, thì lúc đó mình sẽ chỉnh được cứng mềm theo 8 cái mức khác nhau ở đây. Đó, theo 8 cái mức khác nhau ở đây. Đồng nghĩa với việc rằng là chúng ta đi mềm nhất, chúng ta thấy bạn đang để ở vị trí số 4 đúng không ạ? Chúng ta vặn qua đây sẽ mềm hơn. Vặn qua số 2. Đó, ngược lại nếu mà chúng ta muốn tăng cái độ cứng lên thì chúng ta vặn. Các cái nấc vặn này rất là dễ ha, rất là dễ vặn bằng tay, rất là nhẹ nhàng, từng nấc nó rất là rõ. Bộ phuộc của chúng ta sẽ có cái gì? Gồm sẽ có 4 cây phuộc ha. Hai cây phuộc trước ha. Hai cây phuộc sau. Với hai cây phuộc sau này thì chúng ta cũng thấy rằng là nó cũng có một cái bình dầu với hỗn hợp khí nén phụ ở đây và cũng được đúc liền một khối, trông rất là chắc chắn luôn. Ngoài ra thì như chia sẻ các cái clip trước về dòng phuộc Falcon ha, chúng ta vẫn còn có thêm một cái setting nữa ở đây, đó là chế độ short hoặc là cold ha. Tức là với cái thời tiết của các cái xứ lạnh á,
thì thông thường khi mà mùa đông đến thì nhiệt độ xuống rất thấp thì dầu ở trong cái piston này nó sẽ bị đặc hơn. Chính vì vậy là nếu mà đi ở những cái nước đó, chúng ta có thể chuyển cái chế độ này qua chế độ soft. Ngược lại, nếu mà chúng ta sử dụng chiếc xe mà ở những nhiệt đới như Việt Nam hoặc là những cái nước có những cái đường rất là đẹp, mặt đường rất là láng, thì chúng ta sẽ xoay cái này để chuyển qua cái chế độ performance ha. Xoay bằng cách nào? Xoay bằng cách nào thì chúng ta sẽ hãy nhìn mình ha. Xoay cái này, xoay 360 độ, xoay một vòng thì nó sẽ chuyển từ soft qua performance. Hoặc ngược lại, chúng ta xoay theo chiều ngược lại ha, cũng là 360 độ thì nó lại chuyển về từ performance chuyển qua soft lại ha. Và cái việc chỉnh này, thậm chí là khi cây phuộc đã được lắp trên xe rồi thì việc chỉnh cũng rất là dễ dàng, bằng cách chúng ta chỉ cần xả con ốc chân phuộc này ra thôi, không cần đội xe lên ha, xả con ốc chân phuộc này ra là xoay là được rồi. Mà lưu ý trước khi xoay ha, thì chúng ta phải để cho cái ti phuộc nó đẩy ra hết hoàn toàn, thì khi đó cái ti nó sẽ có một cái khớp vào cái cây lá van piston trong này, thì khi đó xoay nó với tạo ra những cái setting khác nhau. Trước mặt chúng ta đây đang là cái bộ nâng gầm lift kit đến từ thương hiệu TerraBlack, một cái thương hiệu rất là danh tiếng của Mỹ về các cái sản phẩm giảm sóc và lift kit nâng gầm cho các dòng xe super truck, tức là những cái dòng mà siêu bán tải Mỹ, hoặc là rất nổi tiếng về các cái sản phẩm mà dành cho xe Jeep. Thì hôm nay mình lại hướng dẫn mọi người cái cách mà tìm kiếm cái sản phẩm ở trên website của Nova 4x4. Đầu tiên xin mời media lại cận cảnh cái màn hình của mình. Chúng ta thường có điện thoại trên tay đúng không? Thì chúng ta sẽ bấm vào trình duyệt ha, Nova 4x4 ha, 4x4.vn, rồi nó sẽ sổ ra cái giao diện của website. Ở trong này bọn mình có khoảng hơn 1.000 các cái sản phẩm, và nếu mà chúng ta cứ tìm kiếm theo danh mục hoặc thậm chí là theo tên sản phẩm một cách thông thường, một cách dò như thế này thì rất là lâu. Thì trên website của Nova 4x4 có một cái công cụ rất sức là hữu ích, đó là cái công cụ tìm kiếm. Cái công cụ tìm kiếm này khá là chính xác, tức là cho trả ra cái kết quả rất là chính xác nếu mà chúng ta muốn tìm kiếm sản phẩm. Ví dụ ở đây, nếu mà chúng ta không biết mã sản phẩm là gì thì chúng ta muốn tìm kiếm bộ nâng gầm hay là lift kit thì chúng ta chỉ cần gõ vào đây một cách đơn giản là thế này thôi. Lift kit ha. Rồi, thêm chữ zip nữa thì càng tốt. Rồi, chúng ta search. Thì gần như ngay lập tức là sẽ trả cho chúng ta những cái sản phẩm nó nằm trong cái danh mục là kit nâng gầm liên quan. Có rất nhiều cái kit ha. Lại một lần nữa lại chúng ta lại phải chọn xem là cái kit đó là cái kit gì, cho xe gì. Ví dụ ở đây mình sẽ thấy này, có hình ảnh mô tả chi tiết là cái bộ kit đó gồm những cái component gì, những cái linh kiện gì, và tiếp theo tên cái sản phẩm dành cho xe gì. Chúng ta sẽ thấy này, nó nâng lên 3,5 inch và dành cho Jeep Gladiator RT. Vậy là không phải chiếc Jeep này rồi đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục xuống dưới, chúng ta có này, bộ kit 3.5 và dành cho Jeep GL. Đó, thì với cái việc chúng ta tìm theo tên của sản phẩm, nó cũng cho chúng ta ra kết quả rất là tốt. Đó, tất cả những cái này nó thuộc về Jeep. Và trong trường hợp nếu như là các bạn đã tìm hiểu về cái sản phẩm đó trên Internet rồi, trên mạng nước ngoài rồi, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể dùng cái mã sản phẩm để nhập vào cái trang web của Nova 4x4 thì nó cũng trả ra cho chúng ta một cái kết quả chính xác về cái sản phẩm đó. Bộ lift kit này, mã sản phẩm của TerraBlack nó là 161200. Chúng ta cũng có thể dùng mã này gõ lên Google, nó sẽ trả ra kết quả chính xác về cái bộ kit này cho chúng ta ha. Rồi chúng ta bấm tìm kiếm thôi. Đó, chúng ta sẽ nhìn thấy ha, nó trả ra kết quả là bộ kit này là bộ nâng gầm 2.5 inch TerraBlack Sport ha, ST2, dành cho Jeep GL. GL tức là Jeep từ 2018 trở về sau á, và dòng Jeep SUV gọi là Jeep GL ha. Thì cái bộ này nó chưa bao gồm 4 cái giảm sóc ha, 4 cái cây phuộc. Rồi, chúng ta sẽ đi vào cụ thể là sản phẩm nó như thế nào ha. Đây, 4 cái lò xo. Lò xo này nó sẽ nâng cái xe của mình lên 2.5 inch cả trước cả sau ha. 4 cái thanh rotin, chúng ta sẽ thấy cái thanh rotin cân bằng như thế này. Nó sẽ phải dài hơn cái thanh tiêu chuẩn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nâng cao lên rồi thì những cái thanh nó phải đi kèm theo. Nên là khi nâng cấp
hệ thống gầm, đặc biệt là hệ thống gầm của xe hai cầu cứng như Jeep ấy, chúng ta cần phải có một cái tìm hiểu rất là kỹ và thay nó phải đồng bộ. Nếu chúng ta không chỉ thay bốn cái lò xo không được ha. Nó sẽ bao gồm thêm một số thứ nữa đây. Ví dụ đây là cái brake kit, cái này dùng để rời cái thanh check bar cho cái cầu sau. Tại sao phải rời là tại vì khi chúng ta nâng cái xe lên cao hơn thì cái thanh check bar nó ngắn, nó sẽ bị chéo và nó sẽ giật cái cầu qua một bên. Thì chúng ta phải có cái brake kit này. Cái brake kit này để đưa cái check bar về lại cái vị trí ban đầu. Tiếp đến là chúng ta có hai cái cây control arm cho phía trước. Cây arm phía trước này nó giúp cho chúng ta đưa cái góc caster của cái bánh trước về lại đúng vị trí caster nguyên bản. Bởi vì khi chúng ta nâng cao lên, cái arm zin nó cũng sẽ ngắn và nó sẽ kéo cái cầu về phía sau. Chúng ta sẽ có một cái góc caster bị lệch về phía sau. Đó, thì với cái thanh này nó sẽ đưa cái góc caster về nguyên bản, cái góc caster cầu trước về nguyên bản. Rồi, ở đây chúng ta có những cái bấm stop ha, các cái cao su giảm chấn cho bốn cái cầu. Đồng thời cũng có những cái kê mặt dưới của để khi mà cái giảm chấn nó chấn xuống á, đúng không ạ? Thì nó sẽ giữ cái xe lại, giúp cho cái việc là chúng ta khi đi địa hình xấu, cái với việc thay cái bánh xe nó lớn nó không bị cạ vào trong cái lòng vè xe. Ngoài ra đặc biệt phía trước trong cái bộ kit này nó có một cái rất là hay, đó chính là cái Quick Disconnect ha, tức là ngắt kết nối nhanh của cái sway bar trước. Thì với cái bộ Quick Disconnect này á, thì với các cái dòng xe mà không phải Rubicon có cái sway bar ngắt điện á, như là các cái dòng Sahara hoặc một số các dòng khác á, thì việc gắn cái Quick Disconnect này nó cũng gần giống như là chúng ta thêm cái chức năng sway bar ngắt bằng điện như con Rubicon. Chỉ có điều là chúng ta sẽ ngắt bằng tay bằng cách là ngắt kết nối rất là nhanh. Tại sao họ lại cho nhiều cục kê mà nó lại không liền một khối mà nó lại từng miếng như thế này, cứ 0,5 inch một? Tại vì là sao? Tại vì là cái việc bâm xốp á, nó phụ thuộc vào việc là cái size vỏ, cái size mâm, tức là đường kính của cái bánh xe đó hiện trạng nó là bao nhiêu inch. Tất nhiên rồi, cái bên sản xuất buộc họ đâu có biết anh đang xài cái mâm lốp bao nhiêu inch đâu. Chính vì vậy là họ cho những cái cục kê này khác nhau để mình xem là hiện trạng của mình là đang xài lốp bao nhiêu inch, thì mình sẽ xài các cái cục kê tương ứng cho nó phù hợp ha. Lốp càng lớn thì chúng ta cục kê này chúng ta càng phải kê lên nhiều, bởi vì càng lớn thì nó sẽ đụng cái lòng vè càng sớm hơn ha. Đó, chính vì vậy là chúng ta nhà sản xuất thuộc người ta cũng tính cho chúng ta luôn cái chuyện là về size mâm vỏ luôn. Rồi, các cái phụ kiện về để bắt rất là nhiều ha, ốc bù lon, các cái cục kê các thứ, đó tất cả đều là được sản xuất tại Mỹ bởi thương hiệu Cerelec ha. Nó sẽ màu hơi xỉn xám màu này, rất là tốt và rất là bền. Và khi lắp đặt như vậy thì hầu như chúng ta sẽ không phải khoan đục bất cứ một cái chi tiết nào, bởi vì nhà sản xuất ra cho ta cho việc nâng cấp này là plug and play. Tất nhiên là có một số các cái bộ kit phức tạp nâng cao hơn thì nó sẽ đòi hỏi khoan một số lỗ. Tuy nhiên là nhà sản xuất cái đồ chơi Terralex người ta đã tính toán rất là kỹ, không ảnh hưởng gì đến cái việc vận hành cũng như là an toàn của xe. Và một cái lưu ý hết sức quan trọng đó chính là chúng ta cần phải kiểm tra chiều cao của xe trước khi mà lắp đặt. Trên tay mình đây đang là một cái phiếu ha. Khi mà lắp đặt thì Nova 4x4 sẽ ghi lại cái nhật ký bao gồm là biển số xe, loại xe và ngày tháng để lắp đặt. Ở đây chúng ta có này, phuộc trước, chiều cao phuộc trước khi lắp là như thế nào, phuộc sau như thế nào, cả hai bên trái và bên phải, trước và sau khi lắp đặt. Mục đích là để đánh giá cái phuộc sau khi lắp đặt. Thứ nhất là nó nâng cái chiều cao lên bao nhiêu, và sau khoảng 500 km thì chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo rằng là cái bộ giảm xóc của mình cũng như là các cái hệ thống liquid nâng gầm nó đạt đúng cái quy chuẩn và vận hành một cách hoàn hảo nhất. Một thông số quan trọng nữa khi mà chúng ta lắp đặt các cái bộ lip kit và giảm xóc ấy, đó chính là cái độ thả giò của cái bánh khi mà nó được treo lên. Cái việc thả giò đó nó rất quan trọng để cho chúng ta biết được rằng là cái hành trình thả xuống của nó được cải thiện như thế nào, tăng lên bao nhiêu cm. Thì điều đó nó giúp cho việc chiếc xe mình đi các cái địa hình rất xấu hay đi off-road ha, gặp những cái hố rất là to, thì cái bánh xe nó sẽ thả tiếp cận được cái đáy xe, tiếp cận được cái đáy hố
nó sẽ giúp cho cái xe vẫn ổn định, nó không bị giật xuống khi mà cái hành trình thả giò bị giới hạn. Bây giờ không để mọi người chờ lâu thì đội ngũ kỹ thuật Nova 4x4 sẽ tiến hành lắp đặt cái bộ lift kit này trên chiếc Jeep Wrangler Rubicon ha, bản GL 2018 về sau này. Mọi người hãy cùng theo dõi. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại. Và như vậy là sau hơn 3 tiếng, đội ngũ kỹ thuật của Nova 4x4 đã hoàn thiện việc lắp đặt cái hệ thống nâng gầm cũng như là hệ thống giảm xóc. Và bây giờ mời mọi người theo mình ra phía trước này, coi trước ha, tại vì bánh sau chưa lắp vô. Mọi người thấy gì đây chưa? Cái khả năng thả giò bây giờ nó đã nâng lên rất là nhiều ha. Và bây giờ mình sẽ đo cho mọi người thấy cái độ khác biệt giữa lúc trước và sau khi lắp như thế nào. Em cho anh mượn cái thước. Rồi, em đo giúp anh luôn. Vừa nãy chúng ta có cái thông số ha. Phía trước và bên phải chúng ta khi thả giò là 92,5. Thì bây giờ đã là lên tới 103 nha mọi người. 103 tức là tăng lên hơn 10 cm. Hơn 10 cm so với cái lúc thả giò ban đầu. Các bạn biết không, hành trình zin của nó khoảng 10 cm. Và bây giờ cộng thêm 10 cm nữa, tức là đã thả giò sâu tới 20 cm. Một cái con số rất là cao ha, rất là lý tưởng để cho chúng ta đi được những cái địa hình thật sự là mấp mô và những cái hố rất là sâu, chúng ta cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng. Tương tự như vậy, mình nghĩ là các bánh kia nó cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Media có thể quay lại đây. Bánh trước thì cũng đã xong rồi. Tương tự như vậy là bánh trước mà phía bên trái, tức là bên tài, gần 104 cm. Đó, như vậy là nó đã tăng lên tới gần 12 cm. Thả xuống rất là sâu, đồng nghĩa với việc khi mình đang chạy trên mặt đường gặp một cái hố sâu thì cái bánh của mình nó sẽ thả xuống đó. Cái khoảng thả bây giờ là tới 20 cm, tức là với cái hố sâu 20 cm thì mình chạy qua hầu như cái cảm giác mà xe giật về một bên là không có ấy, mọi người, tại vì bánh nó đã tiếp được đáy hố rồi. Đó, một cái con số rất là lý tưởng. Còn đi off-road thì khỏi phải nói rồi đúng không ạ? Bây giờ vô cái chi tiết gầm thì đội ngũ của Nova 4x4 đã lắp đặt xong cái gì. Đầu tiên là cái hệ thống lò xo. Hệ thống lò xo ha, kéo dài, nâng cao lên. Thứ hai là chiều cao tăng lên, thì đồng thời cái thanh sway bar lean này, tức là cái thanh mình hay gọi là cái rô tin cân bằng á, thì nó cũng sẽ là được thay mới. Cái giảm xóc mới được lắp đặt vào đây, không có phải chế cháo gì cả, lỗ chân ốc vẫn zin. Và đây chúng ta điều chỉnh cứng mềm rất là dễ này, mọi người thấy không? Các nước chỉnh nó nằm ngay đây. Đó, chỉ cần dừng xe lại và chúng ta thò tay vô là chúng ta xoay được rồi. Với ba cái vị trí ha, 1, 2, 3 tương ứng như vừa nãy mình chia sẻ đó. Và các cái núm vặn này từ 1 tới 8 giúp cho chúng ta có thể chọn lấy một cái mức về cái độ cứng cũng như cái độ mềm mà mình mong muốn khi mà sử dụng chiếc xe. Chúng ta có thể thấy ở đây là cái cây check bar sau khi đã được nâng cấp bằng cái loại mà có thể điều chỉnh được chiều dài. Tại sao lại phải thay cái cây check bar này? Bởi vì khi chúng ta lắp cái bộ nâng gầm này lên, nó cao 2,5 inch, đồng nghĩa với việc là khi mà cái xe nó nằm ở trên mặt đường ấy, cái xe nó nâng cao lên thì cái cây check bar này nó sẽ bị chéo hơn ha. Cái cây nguyên bản nó sẽ bị chéo hơn, dẫn tới là nó giật nguyên một cái cầu, nguyên cái cầu xe lệch về bên phải. Cụ thể là nãy mình đo được là nó lệch qua 2,5 cm nha mọi người, nguyên cái cầu giật qua. Chính vì vậy mà khi thay cái cây check bar này vô thì mình sẽ điều chỉnh để cho cái chiều dài nó phù hợp, để đảm bảo rằng cái cầu xe nó lại trở về cái ban đầu, và đảm bảo rằng cái trục dọc của cái cầu nó sẽ thẳng nha mọi người, nó sẽ thẳng. Đó, đấy là lý do vì sao mà khi chúng ta nâng cấp các cái gói phụ kiện gầm của Jeep, chúng ta phải lên một cách đồng bộ và cần những cái đơn vị họ có cái kiến thức, kinh nghiệm trong cái lĩnh vực để lắp đặt cho chúng ta một cách hoàn chỉnh nhất. Trên tay mình đang là cái cây giảm xóc nguyên bản được tháo ra từ chiếc xe này. Chúng ta có thể thấy đây, chiều dài mình đặt đúng vào cái lỗ ốc để mọi người coi chiều dài. Cái khoảng này nó khoảng hơn 10 cm này mọi người, từ chân ốc đó tới cái này khoảng hơn 10 cm. Nếu mà không nâng gầm mà mình dài xài phuộc dài hơn cũng không được, hoặc ngược lại nếu mà mình nâng cao mà mình vẫn xài lại cái phuộc zin.
thì cũng không được. Không được là sao? Lại vì khi là nén xuống nó có thể đụng hết hành trình cái piston, đụng đáy của cái xi lanh phuộc, hoặc ngược lại khi thả giò với cái phuộc ngắn quá thì khi thả nó sẽ không xuống hết được cái bộ lead kit, nó sẽ bị giới hạn giữ lại bởi cái cây phuộc. Cái bộ kit của Chevrolet cho rất là nhiều đồ này, và hiện tại là dư ra một đống này, không phải là bên mình lắp dư ha mọi người. Cái này chính là cái bơm stop, nó sẽ được lắp đặt vào đây, nó sẽ được lắp đặt vào trong cái trên cái cầu xe này. Cái này là bơm stop phía trước này, còn cái này là bơm stop phía sau, để cho cái cục này nó đàn hồi, nó sẽ khi đến giới hạn nó sẽ giữ vào đây, gọi là cái bơm stop hay là cái giảm chấn. Tiếng Việt mình gọi là cái giảm chấn. Thế thì tại sao cái này mình không lắp? Nó có lý do các bạn. Hiện tại trên chiếc xe của anh chủ này đang xài một cái size lốp tương đối là còn đang nhỏ, 275/65R18. Cái size lốp này thì tương đương với là size lốp 32.1 inch ha. Và chúng ta hãy nhìn vào đây này, hồ sơ của Chevrolet thì không có size nào nhỏ hơn 33 inch cả. Như vậy là với cái size lốp nhỏ nhất trên Jeep 33 inch ấy, thì cái cục bơm stop này đã không cần gắn rồi ha. No front and rear bơm stop này, tức là không cần lắp đặt rồi. Lý do vì sao ạ? Bởi vì cái cục bơm stop đấy nó sẽ giúp cho gì? Nó giúp cho là khi nén tối đa thì cái bánh xe nó khỏi đụng vô cái vèn. Nhưng mà hiện tại thì cái bánh quá nhỏ rồi, nên là nén cỡ nào nén nó cũng không tới, nên là không cần phải lắp. Chính vì vậy là mình sẽ gửi lại cho anh chủ xe cái này để anh cất, và khi nào anh thay những cái size vỏ lớn hơn thì lúc đó mình sẽ lắp vô sử dụng. Đó, thì mọi người có thể coi này, một cái hãng phuộc nhưng mà họ đã nghĩ cho người tiêu dùng, nghĩ luôn cho cả những hãng mâm vỏ ấy, là nếu mà xài size vỏ bao nhiêu, 33, 35, 37, đây là dòng Rubicon ha, 33, 35, 37, thì sẽ phải xài cái bơm stop cao bao nhiêu, họ tính toán sẵn, họ đưa cho mình luôn. Rồi tương tự như vậy với dòng GL, tức là hoặc là Sport Sahara ha, những cái dòng mà không phải là bản Rubicon á, thì họ cũng đưa ra những cái thông số chi tiết cho mình ở đây. Về cơ bản thì không phải bản Sahara như là bản Sport hay bản không phải bản Rubicon, bản Sport hay bản Sahara thì cái khoảng sáng gầm nguyên bản nó đã thấp hơn rồi. Chính vì vậy là cái cục bơm stop này cùng một size vỏ thì nó sẽ phải kê nhiều hơn. Các cái sản phẩm của các cái thương hiệu lớn họ luôn có những cái chi tiết về hướng dẫn lắp đặt rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Chỉ cần chúng ta đam mê và chịu khó đọc tài liệu thì thậm chí chúng ta có thể tự lắp đặt mà rất đúng kỹ thuật. Đó là cái review sơ qua về những cái chi tiết gầm vừa được lắp đặt trên chiếc xe này. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người luôn theo dõi và ủng hộ Nova 4x4. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.